Anh em đừng mắc nợ gì ai ngoài món nợ tương thân tương ái. Kính thưa cộng đoàn phụng vụ, lời Thánh Phaolô nhắc nhở cho giáo đoàn Roma cũng là lời vàng ngọc Thánh Nhân nhắc nhở mỗi chúng ta. Đó phải trở thành một châm ngôn, trở thành một chỉ nam cho đời sống của người Kitô hữu. Trong cuộc sống này, chắc hẳn mỗi chúng ta đều liên đới với người khác. Không ai là một hòn đảo, không ai là tự mình có thể xoay sở và làm nên sự thành toàn của bản thân. Cuộc sống là những mắc mưu, cuộc sống là những tương quan, và có thể nói là những sự nợ nần nhau. Thế nhưng món nợ quan trọng nhất là món nợ yêu thương. Mỗi chúng ta đều mắc nợ nhau về tình yêu thương, và có thể nói cả cuộc đời chúng ta không thể nào trả hết món nợ ấy. Lấy gì để trả tình yêu thương nếu không phải là lấy tình yêu thương để đáp trả? Lấy tình yêu thương để đáp trả nghĩa là gì? Bài tin mừng Chúa Giêsu cho chúng ta một phương thế để đáp trả tình yêu thương, để trả món nợ tương thân tương ái. Đó là cung cách đối xử với nhau trong đức ái. Nhất là trong việc sửa lỗi, đức ái là nguyên tắc nền tảng, là nguyên tắc vàng để ta có thể nâng đỡ tha nhân. Trong đời sống, rất thường khi ta bắt gặp người khác một lỗi phạm, có khi ta làm cho họ không sao có thể ngẩng đầu lên được. Ta làm cho họ mất mặt trước đám đông, ta làm cho họ mất hết cả danh dự. Như vậy, ta không sửa lỗi được người anh chị em của mình, mà có khi còn đẩy họ vào bước đường cùng, để tình trạng của họ đã bi đát, có khi lại trở nên bi đát hơn. Sửa lỗi là một nghệ thuật, và trên hết, sửa lỗi chính là việc thực hành đức ái. Bởi lẽ chẳng ai trong chúng ta là con người hoàn tròn, chẳng ai cho chúng ta là con người hoàn tròn, cho nên ta được đón nhận ơn tha thứ, ta được Thiên Chúa yêu thương, ta được anh chị em giúp đỡ để sửa cho mình, và như vậy ta cũng cần phải thực hiện đức ái đối với anh chị em nữa. Cuộc sống của chúng ta liên đới với nhau, sự liên đới ấy không phải chỉ trong ân phúc, mà liên đới cả trong tội lụy. Bài đọc 1 ngôn sứ Ezekiel nói cho chúng ta điều đó. Hỡi Israel, ta đặt ngươi làm người canh gác cho nhà Israel. Và nhiệm vụ của người canh gác là phải lên tiếng báo động, là phải răn đe để nhắc nhở những người đi trên con đường tăm tối trở về với ánh sáng và được ơn cứu độ. Nhiệm vụ đó của người canh gác, nếu người canh gác lên tiếng mà người ta vẫn cứ ở lầm lì trong bóng tối thì nó sẽ phải chết, nhưng người canh gác không bị luận tội. Còn nếu như người canh gác đã lên tiếng và làm cho anh chị em của mình bỏ con đường tội lỗi và trở về, thì như vậy lợi được người anh em và cũng che giấu được muôn vàn tội lỗi của mình. Cuộc sống của người Kitô hữu hơn ai hết là sống cái mối tương quan để chúng ta liên đới với anh chị em của mình. Bởi lẽ tất cả chúng ta là anh chị em, là con cái của Cha trên trời, là những chi thể trong huyền nhiệm hội thánh. Huyền nhiệm của hội thánh không thể nào tốt đẹp, không thể nào mạnh khỏe nếu các chi thể không tốt đẹp, các chi thể không mạnh khỏe. Ca dao Việt Nam của chúng ta có câu: một con ngựa đau, cả tàu bỏ cỏ. Nếu như một chi thể đau, thì cả thân thể cũng đau theo. Xin cho mỗi chúng ta có được cái cảm thức chúng ta thuộc về gia đình hội thánh, cảm thức chúng ta thuộc về một thân thể huyền nhiệm, cảm thức chúng ta liên đới với nhau, trách nhiệm với nhau trong đời sống đức tin. Và có như vậy, ta
ta hiểu được lời nhắn nhủ dạy dỗ của Thánh Phaolô: anh em đừng mắc nợ gì ai ngoại trừ món nợ tương thân tương ái. Chúng ta ý thức mình mắc nợ nhau món nợ tương thân tương ái để trong cuộc hành trình đức tin chúng ta nâng đỡ nhau, thay vì chúng ta lại làm cho nhau gặp khó khăn hơn. Xin lời của Chúa soi dẫn tâm hồn của chúng ta, giúp chúng ta vượt qua được sự ích kỷ của bản thân mình, giúp chúng ta vượt qua được những thái độ pha-ri-sêu của đời sống, để chúng ta có thể cảm thông và nâng đỡ những anh chị em đang gặp khó khăn, đang gặp trong những hoàn cảnh mà tự nỗ lực của anh chị em chưa thể nào vươn lên được. Xin lời Chúa nâng đỡ chúng ta và giúp mỗi chúng ta càng ngày càng biết sống lời của Chúa, để rồi chúng ta thực hiện lời dạy của Chúa trong cuộc đời của mình. Giờ đây kính mời cộng đoàn đứng, chúng ta tuyên xưng đức tin.